xin ngôi Ba là Chúa Thánh Thần từ nhân, rộng ban muôn ân cho người tâm thành kêu khấn. Ngài mời mọi dân hiệp nhất giữa nơi dương trần, gọi mời mọi nơi chung sức đắp xây cuộc đời. Nguyện xin ngôi Ba soi dạ mở mang trí lòng, để trong tin yêu sớm chiều đoàn con chung tín. Nguyện xin ngôi Ba ban tràn bình an cõi lòng, để trong gian nan thăng trầm đoàn con nhất tâm. Nguyện xin ngôi Ba là Chúa Thánh Thần tình yêu, nguồn ơn cao siêu cho người tin cậy non yêu. Ngài là lửa thiêng tình mến xuôi ân tuôn trào, từ tầng trời cao ban phát phúc vinh dạt dào. Nguyện xin ngôi Ba soi dạ mở mang trí lòng, để trong tin yêu sớm chiều đoàn con chung tín. Nguyện xin ngôi Ba ban tràn bình an cõi lòng, để trong gian nan thăng trầm đoàn con nhất tâm. Xin ngôi Ba là Chúa Thánh Thần từ nhân, rộng ban muôn ân cho người tâm thành kêu khấn. Ngài mời mọi dân hiệp nhất giữa nơi dương trần, gọi mời mọi nơi chung sức đắp xây cuộc đời. Nguyện xin ngôi Ba soi dạ mở mang trí lòng, để trong tin yêu sớm chiều đoàn con chung tín. Nguyện xin ngôi Ba ban tràn bình an cõi lòng, để trong gian nan thăng trầm đoàn con nhất tâm. Lạy Ngài xin đến dâng dâng
trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Chờ Ngài mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến uốn nắn nếu đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến dẫn đi đường ngày. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Trong đàn chiên Chúa, Ngài ơi, xin Ngài thương dung chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến uy an. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Thank you.
con chờ và chúng con xin ơn hoàn đón chờ. Đoàn chúng ta cùng quỳ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Tổng Giám mục Giuse, bề trên giáo phận là chủ chăn của giáo phận chúng ta. Ngài đã hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta như là chủ chăn giữa đoàn chiên, như là người thầy, người mục tử hướng dẫn chúng ta. Xin cộng đoàn chúng ta ổn định chỗ ngồi, chúng ta thi lặng ít phút để chúng ta hiệp ý với Đức Tổng Giuse. Cầu nguyện ít phút trước Thánh Thể Chúa và kính viếng nhà thờ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đức Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ ta kẻ con ở chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Chúng con do khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tao vô cùng dâng lên trời đất. Kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Thánh Thần mà người xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh chịu nạn.
Phi-ô-phi-la-tô chịu đóng đánh trên cây thánh giá trên mà tán xa xuống ngục tổ tông ngày. Trong kẻ trên mà sống loài lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tao vô cùng ngày sau. Giết kẻ sống và kẻ chết tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh. Thông công tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng chăm sóc đoàn dân Chúa và đã chọn các tông đồ để hướng dẫn chỉ huy. Chúng con xin phó thác cho Chúa người kế vị các thánh tông đồ là Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con mà Chúa đã đặt làm giám mục chúng con. Xin ban cho người thần trí khôn ngoan và mạnh mẽ, thần trí sáng suốt và thánh thiện để người lãnh đạo hội thánh chúng con. Nhờ đó trong thế giới hôm nay, hội thánh toàn cầu sẽ xuất hiện như dấu chỉ ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin công đoàn nổ tràng pháo tay để chào đón Đức Tổng nữa. Xin mời công đoàn ngồi. Kính thưa cha xứ, kính thưa quý sơ, quý thầy, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi rất vui mừng hôm nay trở lại thăm giáo xứ Lường Xá của chúng ta, được gặp gỡ cha xứ cũng như tất cả mọi người trong bầu không khí tưng bừng hân hoan phấn khởi và trong tình hiệp thông của giáo hội. Trước hết tôi xin kính chào cha xứ và chào tất cả mọi người. Tôi nghe thấy ở trên TV người ta nói là ở giáo xứ Lường Xá 3 ngày hôm nay không ai ngủ mà không ai làm ăn gì hết, toàn đến nhà thờ thôi. Ồ, mà chúng ta vừa tổ chức Tam Nhật, tức là 3 ngày với mọi hình thức khác nhau để nói lên niềm vui và tình hiệp thông trong giáo hội và cùng với mọi thành phần dân Chúa nơi đây để cùng ôn về cội nguồn lịch sử, không phải chỉ là 60 năm thành lập giáo xứ, nhưng mà từ thuở ban đầu khi đức tin được loan báo trên quê hương chúng ta vào khoảng 200 năm, thì đức tin đã đến nơi này, lời Chúa đã đến nơi này. Tôi cũng chào mừng tất cả quý ông bà và anh chị em, những người con của Lường Xá đang sống ở nhiều nơi, mọi miền Tổ quốc, hôm nay cũng quy tụ về để chung chia niềm vui với quê hương và để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Những dịp này là những dịp giúp cho chúng ta nối kết tình hiệp thông thân thiện làng xóm quê hương, đồng thời cũng như chúng ta nói lại với các thế hệ tương lai về một lịch sử hào hùng của dân làng và của giáo xứ chúng ta, một lịch sử đức tin, lịch sử giáo hội và lịch sử văn hóa nơi mảnh đất thân thương này. Tôi xin cảm ơn cộng đoàn đã dành cho tôi sự đón tiếp rất long trọng. Từ xa đã có các anh chị đi xe máy, các chị mặc áo dài đỏ, rất là tưng bừng, cầm cờ và có các đoàn đại biểu đến để đón tiếp. Nhất là đặt chân đến đây, tôi gặp gỡ từ các cụ cao niên cho đến các em nhỏ, tất cả đều vui mừng, phấn khởi, hân hoan. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị để bước vào thánh lễ. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha quê hương, kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm nay giáo xứ Lường Xá của chúng ta cử hành 3 sự kiện trong một nghi thức phụng vụ. Trước hết chúng ta dâng thánh lễ tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời là quan thầy của giáo xứ chúng ta. Điều thứ hai, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên cộng đoàn. Đặc biệt chúng ta cử hành bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi của giáo xứ được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần và sức mạnh của Người. Lý do thứ ba, chúng ta nhìn lại lịch sử 60 năm thành lập giáo xứ để dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta vững vàng trong đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi hân hạnh được hiện diện giữa cộng đoàn trong ngày đặc biệt này. Một lần nữa tôi xin kính chào quý cha, quý sơ, quý thầy, xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Lịch sử của giáo xứ chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng mà nói với chúng ta biết bao điều. Giáo xứ nơi đây, làng Lường Xá đã đón nhận đức tin từ thế kỷ thứ 17. Nơi đây đã có cha Điều là linh mục người con quê hương của Lường Xá đã chịu tử đạo mặc dù chưa được phong thánh. Nơi đây cũng là nơi in đậm dấu ấn của Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục tử đạo. Người đã coi sóc mục vụ giáo xứ chúng ta, đã để lại biết bao nhiêu dấu ấn mục vụ thiêng liêng nơi cộng đoàn, nơi lịch sử và nơi tâm hồn của mọi thế hệ tương lai chúng ta. Nơi đây cũng là nơi sản sinh ra các linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh ứng sinh của giáo phận. Tôi được biết kể từ trước tới nay tổng số các linh mục là những người con của Lường Xá là 15 linh mục. Và hiện nay có 10 linh mục đang làm việc tại giáo phận cũng như tại nhiều nơi khác. Nơi đây cũng có nhiều tu sĩ nam nữ, có các chủng sinh ứng sinh, những người quảng đại dấn thân theo Đức Giêsu để phục vụ giáo hội và phục vụ các linh hồn. Như thế, vài dòng lược sử cho chúng ta những nét đẹp của làng quê Lường Xá cũng là của đoàn chiên thân thương này. Tất cả những điều ấy đều bởi ơn Chúa. Và hôm nay, mọi thế hệ tương lai cùng ngước nhìn về lịch sử để dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Trong những ngày này, cha xứ cùng với hội đồng mục vụ giáo xứ, cùng với quý ông bà và anh chị em đã tổ chức những sinh hoạt khác nhau, vừa là những nghi thức phụng vụ, vừa là những buổi diễn nguyện, vừa là những sinh hoạt làng xóm văn hóa để nói lên biến cố quan trọng này. Chúng ta giờ đây bước vào phụng vụ với tâm tình khiêm tốn để xin Chúa thanh tẩy tha thứ. Nhờ đó mà những gì chúng ta dâng lên Chúa được Ngài đoái thương chấp nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thêm cho người thiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc mừng Chúa. Chúng con cờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa. Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Thần ký của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan lát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Còn anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa. Người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi, và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. Đó là lời Chúa.
xin sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mảnh đất này. Xin sai Thánh Thần Chúa đến để người đổi mới mảnh đất này. Hồn con xin chung tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ. Ngài luôn lớn lao vô bờ, quá nhiều việc tay Chúa làm. Ngài đã thắng tạo dương bao. Chúa tuyệt mỹ, thật phong phú trên địa cầu. Tình yêu Chúa đã tác tạo, biển rộng đồi cao núi sâu. Vạn vật muôn loài đẹp tươi. Xin giải Thánh Thần Chúa đi. Trong Chúa thương đôi nhìn, dọn cho bữa ăn mặc tình. Vui vầy cuộc sống tốt xinh, ngày ngày an bình hỷ hoan. Xin soi Thánh Thần Chúa đi, để người đổi mới mà đất này. Khi Chúa rút thần khí là thân chúng ra cho bụi, còn đâu sắc thân sắp vui. Chúa là niềm vui cõi đời, Ngài làm mới lại trần gian. Xin soi Thánh Thần Chúa đi. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra mỗi người mỗi cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh, người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của người. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận thật của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đã đều chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở lên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa.
Xin cộng đoàn đáp và cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ca ngợi Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ người. Thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Người quyền năng và danh người là thánh, đức từ bi người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ người. Người đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Người lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Người đói khát, người cho no đầy thiện hảo, bọn giàu sang người đuổi về tay không. Người đã nhận săn sóc Israel tôi tớ người, bởi nhớ lại lòng từ bi của người, như người đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và miêu duệ ông tới muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Xin tiếp tục đứng. Trọng kính Đức Tổng Giuse, hôm nay giáo xứ Lường Xá chúng con có 96 em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức, gồm 55 em nam và 51 em nam và 45 em nữ. Các em đã được học xong chương trình giáo lý thêm sức lớn lên trong Chúa Thánh Thần trong hơn 3 năm, đã trải qua cuộc khảo hạch được tín tâm và lãnh bí tích hòa giải. Con chứng nhận là đã đủ điều kiện để được lãnh nhận bí tích thêm sức. Con kính xin Đức Tổng Giuse ban bí tích thêm sức cho các em. Tôi cảm ơn cha xứ với sự cộng tác của quý sơ, hội đồng mục vụ giáo xứ, các anh chị em giáo lý viên, huynh trưởng, dự trưởng và các bậc phụ huynh đã chuẩn bị các em, hơn 90 em của giáo xứ hôm nay, để các em sẵn sàng đón nhận bí tích thêm sức và đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Chúng con hãy cảm ơn cha xứ và mọi người bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, mỗi năm chúng ta long trọng mừng lễ Đức Giêsu về trời, hay chúng ta còn gọi là lễ Thăng Thiên. Ngày lễ Thăng Thiên, chúng ta
đã chiêm ngưỡng Đức Giêsu về trời vinh quang sau khi người đã thi hành và hoàn tất sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha sai đến trần gian. Chúa Giêsu về trời nhưng không bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu về trời nhưng người vẫn hiện diện giữa chúng ta, là một sự hiện diện thiêng liêng, huyền nhiệm và vô hình. Nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu mà giáo hội, tức là cộng đoàn Kitô hữu trên toàn thế giới không ngừng phát triển. Đức Giêsu đã hứa này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Đức Giêsu về trời bởi vì người là Thiên Chúa từ trời mà xuống. Đức Mẹ là một tạo vật Chúa dựng nên, một con người như chúng ta, nhưng mà Đức Mẹ được Chúa đưa về trời sau khi đã kết thúc hành trình trần thế. Đây là một tín điều của giáo hội Công giáo, có nghĩa là đã là người Công giáo thì chúng ta phải chấp nhận và phải tin điều này. Tín điều này được công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950 do Đức Thánh Cha Pio thứ 12. Tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô tại Roma, Đức Thánh Cha đã long trọng tuyên bố: "Chúng tôi công bố Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm là Mẹ Thiên Chúa, sau khi kết thúc cuộc đời trần thế đã về trời vinh quang cả hồn và xác." Trong câu tuyên tín đơn giản ngắn gọn ấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã nêu lên bốn đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Một là đặc ân vô nhiễm nguyên tội, hai là đặc ân trọn đời trinh khiết, ba là đặc ân là Mẹ Thiên Chúa, bốn đặc ân là đặc ân được lên trời cả hồn và xác. Nếu chúng ta để ý thì lời cầu nguyện nhập lễ hôm nay cũng nói lên bốn đặc ân ấy. Hôm nay giáo hội thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, Đức Trinh Nữ vô nhiễm là thân mẫu của con Chúa đã được về trời cả hồn và xác. Và giáo hội cầu nguyện xin cho chúng con luôn luôn hướng về quê trời để cùng được chia sẻ vinh quang với người, tức là với Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế ngày lễ Đức Mẹ lên trời giúp cho chúng ta tôn vinh Đức Mẹ, nhận ra vai trò của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ và sự hiện diện đầy tình mẫu từ của Đức Mẹ trong giáo hội hôm nay. Nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện giữa giáo hội của người thì Đức Mẹ cũng hiện diện giữa giáo hội, giữa chúng ta, bởi vì Đức Mẹ là người đã theo sát Đức Giêsu từng bước đường trong công cuộc truyền giáo. Đức Mẹ đã chia sẻ những ưu tư của Chúa Giêsu, những lo lắng của Chúa Giêsu, và Đức Mẹ đã can đảm vững vàng đứng dưới chân thập giá để cùng với Đức Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha chính bản thân mình làm của lễ xin ơn tha tội cho loài người. Vì thế ngày lễ hôm nay, lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời hướng chúng ta về quê trời. Đồng thời cũng giống như thông điệp mà giáo hội muốn gửi đến cho chúng ta nhân dịp lễ Thăng Thiên hay lễ Chúa Giêsu về trời. Phụng vụ cũng như giáo hội muốn khẳng định với chúng ta cuộc sống của con người ở trần gian đang là cuộc lữ hành dần dần tiến về quê trời. Người tín hữu Công giáo không chọn quê hương đất nước này là quê hương vĩnh cửu, mà chỉ là chốn tạm, chỉ là nơi mà chúng ta đi ngang qua. Dù là cuộc sống của chúng ta lâu dài trường thọ trên đời này, thì cuộc sống ấy cũng chỉ như đám mây buổi sáng và như bông hoa sớm nở chiều tàn. Chính vì thế, cùng với lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta hãy tìm kiếm những sự trên trời. Là người Công giáo sống dưới đất, nhưng mà chúng ta lại tìm kiếm những phúc lộc trên trời, tìm kiếm những thực tại trên trời để tâm hồn mình hướng thượng. Đức Maria về trời như một lời khẳng định với chúng ta: chúng ta sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, nếu sống thánh thiện đạo đức thì chúng ta cũng được về với Chúa và cùng về với Đức Mẹ, là phần thưởng Thiên Chúa hứa ban cho người công chính.
Bài tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Maria đi thăm người chị họ là bà Elizabeth. Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đi cùng. Đức Mẹ lên miền núi để thực hiện những nghĩa cử bác ái, bởi vì Đức Mẹ nghe nói sứ thần Gabriel nói bà Elizabeth đã mang thai được 6 tháng. Vì thế Đức Mẹ vội vã lên đường, lên miền Sơn Cước để đem cho gia đình bà tin vui là Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử của dân tộc Do Thái và người sẽ thực hiện lời hứa từ ngàn xưa. Có một chi tiết quan trọng chúng ta lưu ý, đó là Thánh Luca khi nói về bà Elizabeth trong cuộc gặp gỡ với Maria. Khi bà Elizabeth nghe lời trinh nữ Maria chào thì bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần mà bà Elizabeth có thể nói với Đức Maria: bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm? Bởi vì khi nghe tiếng bà chào, hài nhi trong lòng nhảy mừng, trong lòng tôi nhảy mừng. Phúc cho em vì em đã tin rằng những lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần là đấng soi sáng cho chúng ta trong hành trình trần thế, trong cuộc sống con người và nhất là trong đời sống đức tin. Hôm nay chúng ta cử hành bí tích thêm sức, hơn 90 em của giáo xứ sẽ được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ơn của người vô cùng cần thiết đối với đời sống của người tín hữu mà đôi khi chúng ta không để ý tới. Bài sách thánh thứ hai, trích thư Thánh Tông đồ Phaolô gửi cho giáo dân Côrintô, đã nói đến sự phong phú của Chúa Thánh Thần. Trong cuộc sống của chúng ta có người lập gia đình, có người sống đời tu, có người làm công nhân, có người làm nông dân, có người sống ở thành phố, có người sống ở thành thị, có người ở thôn quê, có người thì học hành uyên thâm, có người thì rất bình dân, có người thì được ơn chữa bệnh, có người thì được ơn ngôn ngữ. Thánh Phaolô nói với chúng ta tất cả những điều ấy đều do một Chúa Thánh Thần ban ơn cho chúng ta. Và nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ trở thành hư vô hết, như là bài đáp ca mà một em vừa hát lên. Nếu mà Ngài ngừng nâng đỡ chúng ta thì cả vũ trụ, cả thế giới và tất cả chúng ta sẽ trở thành hư vô, trở thành tro bụi, bởi vì Chúa Thánh Thần nâng đỡ cuộc sống của mỗi người. Chúa Thánh Thần ban bảy ơn của người một cách đặc biệt trên những người chịu phép thêm sức. Hôm nay chúng con sẽ được lĩnh nhận bí tích thêm sức, tức là chúng con được lĩnh nhận bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Trong chương trình học giáo lý thêm sức, các sơ, anh chị giáo lý viên đã hướng dẫn để chúng con hiểu về bảy ơn của Chúa Thánh Thần. Một là ơn khôn ngoan, hai là ơn trí sáng, ba là ơn trí hiểu, bốn là ơn lo liệu, năm là ơn mạnh sức, sáu là ơn đạo đức và bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Những ơn ấy giúp cho chúng con trở thành con ngoan ở gia đình, học trò giỏi ở nhà trường. Những ơn ấy giúp cho chúng con không nói dối, không làm những điều xấu, không trộm cắp gian tham và hướng chúng con tới sự thiện tuyệt đối là Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần ban cho chúng con điều ấy. Vì thế chúng con thân mến, hôm nay các chúng con được lĩnh nhận bí tích thêm sức, được lĩnh nhận dấu ấn không phai mờ của Chúa Thánh Thần ghi trong tâm hồn của chúng con. Chúng con phải coi đây là một biến cố quan trọng trong hành trình đức tin, đời sống cá nhân của chúng con. Để rồi những lúc gặp gian nan thử thách, những khi gặp khó khăn, chúng con kêu cầu Chúa Thánh Thần là đấng ban cho chúng con ơn khôn ngoan, kêu cầu Chúa Thánh Thần là đấng ban cho chúng con sức mạnh, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con niềm hy vọng, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con lòng nhân ái bao dung, Chúa Thánh Thần ban cho chúng con niềm vui và hạnh phúc, Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con biết đối nhân xử thế, Chúa Thánh Thần biết giúp mời gọi chúng con soi sáng để chúng con kính trên, nhường dưới và sống hài hòa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Hôm nay chúng ta mừng lễ Quan Thầy. Đức Mẹ lên trời, các bậc tiền nhân của chúng ta đã tôn nhận là Quan Thầy của giáo xứ. Trong suốt bề dày lịch sử,
từ thế kỷ thứ 17, từ khi tổ tiên cha ông chúng ta đón nhận tin mừng, Đức Mẹ luôn luôn hiện diện giữa chúng ta, giống như Đức Mẹ đã hiện diện giữa các tông đồ trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện đến. Chúa Thánh Thần hiện diện giữa giáo hội, Đức Mẹ cũng hiện diện giữa giáo hội để cùng với chúng ta, giúp cho chúng ta đi theo Đức Giêsu. Và lịch sử của giáo xứ 60 năm nay là một bằng chứng hùng hồn về sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, và cũng là một bằng chứng về sự vững vàng, can đảm của những bậc tiền nhân của chúng ta. Mặc dù đã trải qua những thập niên vô cùng khó khăn, nhà thờ, nhà xứ trở nên hoang tàn và có những lúc có nguy cơ bị xóa sổ, nhưng mà Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng cho chúng ta, Chúa Giêsu vẫn hiện diện với chúng ta như Chúa đã hứa: này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì 60 năm lịch sử. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ giáo xứ của chúng ta trong ơn bình an. Và mỗi khi kỷ niệm một biến cố lịch sử, chúng ta cần phải hướng về tương lai. Chúng ta cố gắng sống để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân làng, của giáo xứ. Chúng ta cố gắng, mặc dù quý ông bà và anh chị em đi tới miền đất nào, cũng đừng quên về cội nguồn, nơi đây có mồ mả của tổ tiên, nơi đây có một cộng đoàn đức tin, nơi đây là nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên làm người. Tất cả những yếu tố đó sẽ hun đúc tâm hồn chúng ta, là nguồn động viên và khích lệ, và giúp cho chúng ta trở nên những Kitô hữu chân chính. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Amen. Cộng đoàn đứng. Mời cộng đoàn đứng. Các con thân mến, trước khi được chịu phép thêm sức, các con phải tuyên thệ trước mặt Chúa: từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ma quỷ. Đồng thời chúng con cũng phải tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, vào giáo hội và vào những điều giáo hội dạy tin. Các con có từ bỏ ma quỷ mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không? Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giờ đây là nghi thức đặt tay và lời cầu nguyện. Chúng ta sốt sắng hợp ý cùng với giáo hội dâng lên lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ban bảy ơn của Người trên những người được chịu phép thêm sức. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi và các em xếp hàng lên để được sức dầu. Kính thưa Đức Tổng Giuse, con là Anna Ngô Thị Cẩm Ly, con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con.
Anna Ngô Thị Cẩm Ly hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, con là Anna Nguyễn Hồng Xuyên, con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Anna Nguyễn Hồng Xuyên hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con. Và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, con là Maria Nguyễn Thị Bích Phương, con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Maria Nguyễn Thị Bích Phương hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, con là Giuse Trần Gia Khiêm, con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Giuse Trần Gia Khiêm hãy đánh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con. Và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, con là Giuse Trần Văn Quyến, con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Giuse Trần Văn Quyến hãy đánh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con. Và ở cùng cha. Maria Trịnh Thanh Thảo hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa cùng con. Thank you.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu đã tuôn đổ xuống trên cổng đoàn giáo xứ Lường Xá chúng ta muôn vàn hồng ân. Giờ đây với tâm tình tri ân cảm mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục, linh mục và tu sĩ được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn là khí cụ của bình an và tình thương khi chăm sóc đoàn chiên của Chúa trong đời sống đức tin. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đã lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, biết sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để trở thành những tín hữu trung tín và nhiệt thành trong cuộc sống thường ngày. Xin Chúa cũng chúc lành cho các bậc cha mẹ và những người đỡ đầu luôn là tấm gương sáng hướng dẫn con em mình bước theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ Lường Xá được tràn đầy hồng ân, luôn nỗ lực sống thánh thiện và ý thức bổn phận, gìn giữ và trao truyền di sản đức tin cho các thế hệ. Nhờ đó, giáo xứ ngày càng phát triển trong đức tin và đức ái. Chúng ta hãy cầu nguyện. Trong tâm tình tạ ơn sau hành trình 65 đã qua, chúng con nhớ tới công lao của quý cha quản sứ, quý tu sĩ Lam Lữ, các vị tiền bối và sự quảng đại của quý ân nhân. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy muôn phúc lành trên các vị còn sống và ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu cho các vị đã qua đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin thương nhận lời những ước nguyện của chúng con vừa tha thiết dâng lên. Xin giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con ngày càng thăng tiến trong đức tin và ân sủng, để xây dựng hội thánh Chúa giữa lòng trần thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con trai yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng... nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đã truyền Chúa chịu chết và biết rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
đi trong Chúa, bao dân nguy sẽ trơn vui vì có Chúa ở khắp mọi nơi. Vương tin Ngài dìu đưa bước đời, lửa thiêng soi lối sáng ngời. Chiều soi mọi nơi, anh bước chiều soi.
Trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria nhờ người anh chị em đã đáng lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sáng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Con xin kính mời Đức Tổng Giuse, quý cha và cộng đoàn an tọa. Các em vừa lãnh nhận bí tích thêm sức đứng. Sau đây con xin giới thiệu một vị đại diện của cộng đoàn giáo xứ Lường Xá sẽ có lời tri ân cảm tạ đến Đức Tổng Giuse và quý cha.
Trọng kính Đức Tổng Giuse, kính thưa cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý cha tiền nhiệm, quý cha quê hương, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý khách, quý hội đồng hương xa quê các miền tổ quốc, quý cộng đoàn. Trong tâm tình cảm tạ, cảm ơn Thiên Chúa, tri ân các đấng bậc tổ tiên, con được thay lời cho tất cả cộng đoàn giáo xứ đường xá, chúng con gửi đến Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, lời chúc sức khỏe và lời cầu bình an trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ, cảm ơn Thiên Chúa đã ban thương ban cho cộng đoàn giáo xứ đường xá chúng con biết bao ơn lành suốt quá thời gian hình thành và phát triển đời sống đức tin. Tri ân các đấng, các bậc tổ tiên trong hội thánh, các đã dày công chăm lo cho chúng con không chỉ vì đời sống thường ngày mà còn giáo dưỡng chúng con cả về đời sống tâm linh trong những giai đoạn khó khăn. Chúng con cũng không quên biết ơn các bậc tổ tiên, cha ông đã đón nhận tin mừng và đề lại cho giáo xứ một kho tàng đức tin vô giá, không chỉ đời này và còn mãi mãi đến muôn đời sau. Kính thưa Đức Tổng và quý cha, cách đây 60 năm vào ngày 18 tháng 2 năm 1962, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, Giáo phận Hà Nội, đã ban sắc lệnh thành lập Giáo xứ Kẻ Lường và được đổi tên thành Giáo xứ Lường Xá vào năm 1980 cho đến nay. Đây là một sự kiện mang dấu ấn lịch sử và là niềm vinh phúc vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ đường xá chúng con. Trong tâm tình hân hoan vui mừng kỷ niệm, chúng con cảm ơn Đức Tổng Giám, Đức Tổng Giuse, cha quản hạt, quý cha đồng tế, mặc dù các ngài rất bận rộn trong các công việc mục vụ trong của Tổng Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ, nhưng với tinh thần thương yêu dành cho giáo xứ chúng con mà hôm nay Đức Tổng quý cha đã hiện diện nơi ngôi thánh đường trên 100 tuổi này để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ chúng con. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, Đức Tổng còn ban bí tích thêm sức cho 96 em thiếu nhi. Đó cũng là một hồng ân, một niềm vui và vinh dự cho giáo xứ. Con xin được thay lời cho quý phụ huynh và người đỡ đầu của các em gửi đến Đức Tổng quý cha đồng tế lời cảm tạ tri ân. Xe em sắc ơ em cảm ơn cha nhiều. Đoàn chúng con cùng dâng lên câu cảm ơn cha nhiều. Xe em sắc ơ em cảm ơn cha nhiều. Chúng con cùng dâng lên câu cảm ơn cha nhiều. Chúng con xin được cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý khách xa, gần xa, cũng vì yêu thương giáo xứ chúng con đã bớt chút thời gian quý báu, không quản ngại đường xá xa xôi cũng có mặt trong buổi thánh lễ này để hiệp ý và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Cách riêng, chúng con cảm ơn cha xứ Giuse, quý sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm trong giáo xứ, quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, trong những ngày qua đã lo toan và bận tận tình chỉ bảo chúng con
tổ chức và sắp xếp các công việc cho đêm hoan ca văn nghệ ngày 14, tối 14 tháng 8 và dâng hoa để kính Đức Mẹ vào ngày 15 tháng 8. Và thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra cách long trọng, sốt sáng và thành công. Thay lời Cộng đoàn Giáo xứ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý Ban Hội đồng Mục vụ, các giáo xứ, giáo họ, quý khách, quý ân nhân xa gần trên mọi miền của Tổ quốc, quý Hội đồng Hương xa quê hôm nay đã quy tụ về nơi Thánh Đường để cùng nhau hiệp thông và cầu nguyện trong ngày buổi lễ trọng đại và đầy ý nghĩa này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Công an xã và lãnh đạo bốn thôn đã về đây chung vui và chúc mừng ngày quan thầy của giáo xứ và thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 60 năm thành lập xứ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý sư các chùa trong xã trong sự gắn bó liên kết giữa tôn giáo cũng đã về đây chúc mừng giáo xứ. Thay mặt giáo xứ, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý các công ty, doanh nghiệp, quý ân nhân trong ngày lễ đại lễ này cũng về đây tham dự và chúc mừng giáo xứ. Để thánh lễ diễn ra long trọng, tốt đẹp, tôi cũng xin cảm ơn Ban âm thanh, ánh sáng, ca đoàn, hội kèn, hội trống và các bộ phận, các ngành và tất cả mọi người đã đóng góp công sức, vật chất, tinh thần bằng cách này, cách khác để giáo xứ tổ chức sự kiện trọng đại này được thành công. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành, chúc bình an và trả công bội hậu cho tất cả mọi người. Một lần nữa, chúng con xin được cảm ơn Đức Tổng Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý toàn thể cộng đoàn, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các bậc và tổ tiên, nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên Đức Tổng, quý cha, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây cũng như tham dự thánh lễ trực tuyến. Thay lời cộng đoàn, con xin được chân thành cảm ơn. Xây em sắc ơn, cảm ơn cha nhiều. Đoàn chúng con cùng dâng lên câu cảm ơn cha nhiều. Xây em sắc ơn, cảm ơn cha nhiều. Đoàn chúng con cùng dâng lên câu cảm ơn. Giờ đây con xin kính mời Đức Tổng Giuse sẽ có lời huấn dụ đến cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúng con ngồi xuống. Tôi cảm ơn vị đại diện của cộng đoàn giáo xứ đã bày tỏ tâm tình vui mừng và hiệp thông cũng như tâm tình tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Còn chúng con vừa được chịu phép thêm sức. Nếu mà chúng con ý thức được để sống đúng cái ơn gọi của người công giáo thì hơn 90 em trong chúng con sẽ là hơn 90 tông đồ của Chúa, hơn 90 nhà truyền giáo, hơn 90 em sẽ diễn tả hình ảnh của giáo hội. Nếu mà chúng con cố gắng để sống trung thực, sống tốt lành, sống hiền hòa, hiếu thảo và không làm những điều tổn hại đến thanh danh của giáo hội cũng như của gia đình và của nhà trường. À, tuổi của chúng con bây giờ đang đứng trước ngã ba đường, có nhiều cái chọn lựa lắm. Có nhiều em thì mê mải chơi game suốt ngày, có nhiều em thì lại muốn là đua đòi theo băng đảng, nhất là những em nam giới. Cho nên chúng con cần phải biết rằng tuổi của chúng con bây giờ là tuổi đi học. Tuổi của chúng con là tuổi đi học, đừng đua đòi, đừng đòi hỏi quá ở cha mẹ. Còn các em nữ, hiện nay có nhiều em cũng muốn đổi đời, nghe kẻ xấu dụ dỗ, không cẩn thận thì bị rơi vào cái đường dây buôn người.
Bây giờ có nhiều người xấu lắm trong xã hội này. Người ta rủ rê đi làm những việc nhẹ mà lương cao. Có nhiều người nghe theo những lời dụ dỗ ấy và đã mắc bẫy và bị làm hàng hóa buôn bán sang Campuchia, sang Đài Loan, sang Trung Quốc. Cho nên chúng con, nữ giới, chúng con phải cẩn thận, đừng nghe theo những cái lời người nọ người kia dụ dỗ. Có những người về lên Hà Nội làm ăn, người ta làm cái nghề nọ nghề kia phi pháp. Nhiều khi người ta về quê, người ta dụ dỗ, cứ tưởng là làm việc nhẹ lương cao, nhưng mà đều là những người buôn bán người cả. Không cẩn thận thì tương lai của chúng con sẽ khép lại. Tương lai ấy sẽ là một bức màn đen tối. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi về thêm sức, tôi sức giàu cho các em. Tôi thấy ở đây có ba dòng họ lớn. Một là dòng họ Trần, hai là dòng họ Nguyễn, ba là dòng họ Vũ. Ba dòng họ này thì đều có ba cha, các cha đại diện. Dòng họ Vũ có cha Tho, có cha Hiền, cha Tâm. Trong miền Nam hôm nay có cha Tâm ngồi đây. Dòng họ Trần có cha Phú. Dòng họ Nguyễn thì có cha Tuấn. Tôi thấy có một dòng họ chưa có ai đóng góp, đó là dòng họ Đặng. Cho nên là công các bà họ Đặng phải xem, phải có người làm linh mục ở trong họ của mình. Đấy. Ba dòng họ thì có rồi. Họ một là họ Vũ, hai là họ Nguyễn, ba là họ Trần có rồi. Mà còn thiếu một dòng họ Đặng nữa. Cho nên không có bà phải xem. Không biết có đúng thế không nhỉ? Một điều nữa là tôi cũng biết, nhận được đơn của cha xứ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ về việc xây nhà giáo lý và xây nhà xứ. Đây là những công trình thế kỷ. Những công trình này lưu lại cho các thế hệ mai sau. Nhu cầu xây nhà hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi cũng sẽ có văn bản chính thức để đồng ý cho cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ xây cơ sở vật chất. Chúng ta biết ngôi nhà thờ này hơn 100 năm rồi, nhưng mà vẫn còn rất là chắc chắn, tốt lành. Giờ chỉ có thiếu nơi cho việc dạy giáo lý thôi. Tôi xin khuyến khích quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hợp lực, chung sức chung lòng để xây dựng những công trình này. Nhưng mà những công trình ấy thì chỉ là biểu tượng của đức tin thôi. Còn chính đức tin nơi tâm hồn chúng ta mới là quan trọng. Cho nên không vì xây những công trình ấy mà xây sinh ra mâu thuẫn, cạnh tranh, chia rẽ. Không nên vì xây những công trình ấy mà lòng đạo xuống cấp. Mặc dù là xây nhà thờ hay xây nhà giáo lý, điều quan trọng hơn vẫn là việc đời sống đức tin, sự hợp nhất, đoàn kết giữa mọi thành phần dân Chúa. Tôi kêu gọi mọi người chúng ta cùng chung sức chung lòng, nhưng mà cũng phải chung tinh thần đoàn kết để những công trình chúng ta xây dựng nó vừa đẹp về nghệ thuật kiến trúc, nó vừa đẹp về đời sống đức tin. Nó mới nói lên cái tinh thần của chúng ta, cũng như nó tạo nên một cái hình ảnh tốt đẹp của giáo xứ. Vừa rồi tôi nhìn thấy có một sư thầy đi lễ ở đây, không biết còn không hay đi về rồi. Tôi thấy ở đây bà con công giáo với lại quý ông bà và anh chị em chư tăng, chư ni rồi những người Phật giáo sống rất là hài hòa, tốt đẹp. Đó cũng là một cái nét đẹp của giáo xứ chúng ta nên cổ võ, duy trì và phát triển. Tôi xin một lần nữa kính chúc cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em được dồi dào sức khỏe và bình an. Và cảm ơn các sơ dòng Đoan Binh Thánh Tâm cùng với các sơ dòng bên Thánh Giá của địa phận nỗ lực cố gắng hoạt động tông đồ nơi giáo xứ này, sinh nhiều hoa quả thiêng liêng. Tôi xin kính chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn của Chúa. Xin cảm ơn. Sau hát bài kết lễ, xin Đức Tổng và quý cha tiến ra cửa sảnh đền tháp để cùng với các em chụp kiểu ảnh lưu niệm đối với giáo xứ chúng con. Xin cầu đoàn đứng kết thúc thánh lễ.